Và trước mắt anh em là một trong những cái phiên bản đồng hồ rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ mang thương hiệu Vomac. Và cái thương hiệu này thì ở bên nước ngoài các bác Tây săn đón rất là nhiều, và tại thị trường Việt Nam mình ấy, thương hiệu này rất là ít anh em nhé. Và các nhà sưu tầm cũng rất là thích sưu tầm những chiếc đồng hồ có những cái thương hiệu mà độc này, và những cái thương hiệu mà ít có tại thị trường Việt Nam mình. Và chiếc Vomac này có những cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Thứ nhất, đó chính là đây là một chiếc đồng hồ chạy với bộ máy cơ con lên dây và được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ được bọc vàng và đáy được làm từ thép không gỉ. Và trước mắt anh em là một trong những cái phiên bản đồng hồ có một cái dial nền mặt trắng zin, trải tia bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này cá nhân em đánh giá nó độ mới còn khoảng 98 đến 99%, và gần như là một trong những chiếc đồng hồ mà hàng nót người ta rất là ít đeo và sử dụng anh em ạ. Và em đang quay cận cảnh ở phía mặt trước của cái chiếc đồng hồ Vomac này, với một cái nền mặt zin trắng trải tia bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Và các cọc số là các cọc số nổi ở vị trí 6, 9 và 12 là cọc số học trò, và có một vị trí lệch cọc 3 giờ rất là tiện lợi anh em ạ. Ở bộ ba kim, trong đó kim giờ và kim phút là kim lá lúa cổ điển, và một chiếc đồng hồ giá trị sưu tầm rất là cao anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể cái khung vỏ của chiếc đồng hồ Vomac này. Đáy được làm từ thép còn mới kính cong anh em ạ. Và trên cái đáy thì có những chuyện những cái thông số kỹ thuật của chiếc Vomac này. Một chiếc đồng hồ cơ con lên dây và dáng vintage xưa rất là thanh lịch và cổ điển. Anh em diện quần âu áo sơ mi thì rất là tuyệt vời anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này là một trong những cái chiếc đồng hồ rất đáng được sưu tầm. Và anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy lên dây. Bộ máy còn rất là sáng và hoạt động rất là mượt mà anh em ạ. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem chiếc Vomac này. Bộ máy của nó phải nói là còn rất là mới và zin mộc nguyên bản anh em nhé. Rất là giá trị sưu tầm rất là cao anh em ạ. Và từng góc cạnh nét đẹp zin mộc nguyên bản anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì được em kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh rất là vintage, và cái sợi dây này cũng rất là hiếm, bởi vì là cái sợi dây xanh này kết hợp với đồng hồ mặt trắng nhìn nó có cái gì nó rất là quyền quý và nhìn nó rất là sắc sảo đẹp anh em ạ. Và những cái chiếc dây màu xanh này cũng rất là hiếm, hiếm gặp và hiếm có anh em ạ. Chiếc đồng hồ này lên tay rất là đẹp đấy anh em ạ. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 34.5 mm, độ mỏng nó khoảng 10 mm anh em ạ. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ này lên tay phải nói rất là ôm tay, và nó có một cái nét đẹp riêng biệt, đơn giản tinh tế. Và anh em nào công sở, nhất là anh em làm nhà nước, đeo những chiếc đồng hồ này gần như là những cái chiếc đồng hồ hàng hiệu, giá sưu tầm, giá cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em chơi thôi anh em ạ. Nên là anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay sở hữu một chiếc Vomac, phải nói là độ mới cao và dáng vintage xưa, thanh lịch, cổ điển. Và anh em thấy không, một chiếc đồng hồ phải nói là rất là tinh tế, và giá em đang giao lưu là 5 triệu 800 nghìn đồng cho chiếc đồng hồ này.